Xin kính chào toàn thể tất cả quý vị khách hàng thân mến. Thì như chúng ta đã biết rằng là tinh dầu thông đỏ là một cái sản phẩm rất tốt cho sức khỏe. Bởi vậy mà loài người chúng ta đã đặt cho nó một cái tên, đó là thần dược cho sức khỏe. Bởi vì sao? Nó có cái công dụng là đào thải mỡ ra khỏi máu. Bởi vậy mà nó giúp giảm được cái lượng mỡ trong máu. Bởi vậy mà nó sẽ phòng chống được cả về máu nhiễm mỡ này, rồi nó giúp phòng chống về đột quỵ, tai biến, nó giúp ổn định huyết áp. Ngoài ra nó còn có cái công dụng là giúp giảm cái lượng đường trong máu. Bởi vậy mà nó rất tốt cho những người bị tiểu đường này, những người bị gan mỡ này, những người bị máu mỡ này. Và nó còn có cái khả năng là ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư trong cơ thể mình. Bởi vậy mà nó có cái công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư, và nó đẩy lùi cái quá trình lão hóa trong cái cơ thể của chúng ta. Bởi vậy mà rất là nhiều người đang đi tìm kiếm cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ để mà phục vụ cho sức khỏe của chính bản thân mình và gia đình. Cũng chính vì cái nguyên nhân như vậy mà tại Hàn Quốc hiện nay thì có rất là nhiều công ty từ lớn đến nhỏ đã bắt đầu là đi sản xuất về cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ này. Và vì vậy mà trong khoảng một năm trở lại đây thì có hàng trăm các cái mẫu tinh dầu thông đỏ đã được đưa ra mắt thị trường. Chính cái sự ra đời một cách ồ ạt như vậy đã khiến cho những người tiêu dùng cho chúng ta phải đứng trước một cái sự lựa chọn là làm sao mà chúng ta có thể biết được để lựa chọn được đúng đắn nhất cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ có hiệu quả nhất cho chúng ta, có đúng không ạ? Vậy thì hôm nay em xin được chia sẻ tới tất cả toàn thể quý vị khách hàng một cái thí nghiệm nhỏ để chúng ta có thể phân biệt được đâu là cái loại tinh dầu thông đỏ có chất lượng cao và những cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ nào sẽ có cái chất lượng thấp hơn. Bộ nghiên cứu Hàn Quốc họ nghiên cứu thì một sản phẩm tinh dầu thông đỏ tốt khi mà chúng ta xin giới thiệu là hôm nay em sẽ giới thiệu tới mọi người cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ có tên là Pain Plus. Cái Pain Plus có nghĩa là cái hàm lượng tinh dầu thông đỏ nó đã được tăng lên trong cái một viên của cái viên thuốc này. Vậy thì đây là một cái sản phẩm của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Song Kun Kwan Sang Hwan Kon Kang Hàn Quốc, và cái sản phẩm này đã đạt được cái tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tốt, đó là cái Phumchin Bo Chung So của Bộ Y tế Hàn Quốc. Và khi mà cái thí nghiệm mà cơ bản này ấy, là khi mà chúng ta cho một viên tinh dầu thông đỏ này vào đây, em sẽ lấy một cái đây là một miếng xốp nhé các anh chị em các bạn nhé. Và khi mà chúng ta muốn biết rằng là nó có tốt hay không thì chúng ta sẽ bẻ những cái viên xốp này cho vào một cốc nước. Đây là một cốc nước lọc bình thường thôi nhá. Chúng ta sẽ bẻ thì nếu như mà cái tinh dầu thông đỏ tốt ấy thì cái khi mà chúng ta nhỏ cái tinh dầu thông đỏ vào thì cái miếng xốp này sẽ tan đi rất là nhanh. Còn nếu như mà tinh dầu thông đỏ mà hàm lượng kém thì nó sẽ đây em sẽ bóc một viên nhá. Em sẽ bóc một viên của cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ Pain Plus này. Nếu như mà sản phẩm tốt thì khi mà nhỏ vào cốc nước này thì nó sẽ rất là nhanh chóng, nó làm cho cái miếng xốp kia bị tan trong vòng chưa đầy 1 phút. Còn nếu như tinh dầu thông đỏ mà hàm lượng chất lượng nó thấp thì cái sự độ tan chảy nó sẽ rất là chậm, có thể kéo dài đến tận 1 phút 2 phút, thì đấy là tinh dầu thông đỏ chưa đảm bảo được chất lượng nhé. Đấy mọi người, khi mà cắt cái viên tinh dầu thông đỏ này ra đó thì chúng ta ngửi thấy cái mùi dầu thông, làm mùi của dầu thông nó rất là thơm, nó thơm lắm, nói chung là rất là thơm. Và khi mà nhỏ vào đây các anh chị em nhìn trực tiếp nhé, chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút thôi, sản phẩm tinh dầu thông đỏ Pain Plus này nó sẽ làm cho các cái miếng xốp tan ra trong nước, nó giống như là những cái cặn bã trong máu của mình ấy, nó cũng sẽ bị tan ra thành chất lỏng. Như vậy là nó sẽ đảm bảo cho là máu của chúng ta luôn lưu thông và đảm bảo được công dụng rất là tốt, đúng không ạ? Đấy, đây là một cái tiêu chuẩn để chúng ta đánh giá tinh dầu thông đỏ tốt nhé các bạn nhá. Ai có nhu cầu mà muốn mua sản phẩm tinh dầu thông đỏ Pain Plus của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Song Kun Kwan Sang Hwan Kon Kang thì xin mời hãy alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 010-2261-9778, 010-2276-9779. Hoặc các anh chị em và các bạn cũng có thể liên hệ mua hàng tại nhà phân phối công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu JND ở số 1 ngõ 138 Lý Nhân, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội với số điện thoại là 0977981586. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi đoạn video clip của em, và rất mong muốn rằng mọi người sẽ mua được những cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ thật sự là mang lại hiệu quả cho sức khỏe nhé. Xin cảm ơn mọi người ạ.